chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm Canh Tý. Như vậy là đã qua Tết Nguyên Đán được gần chục ngày, chuẩn bị đón rằm tháng Giêng rồi. Và cùng với các bạn, những người chơi địa lan Việt Nam, thì tại vườn lan Xuyến Chi có những cây địa lan xuân vẫn đang khoe sắc đưa hương. Bên cạnh những cây địa lan vẫn đang ôm nụ. Sau đây mình và bạn Xuyên Chi sẽ cùng giới thiệu với các bạn một số cây địa lan mà hiện nay đang được nở tại vườn nhà mình. Xin bắt đầu bằng hai chậu địa lan cọp đỏ, có xuất xứ từ bên Trung Quốc. Trung Quốc. Ok. Phải nói là một cặp đôi hoàn hảo ở chỗ là vô tình thôi, hai chậu năm nay cùng nở mỗi chậu là hai ngồng hoa, một cao và, một thấp, mà rất là cân xứng đối xứng. Nhìn nếu mà theo toán học gọi là có tính chất đối xứng đấy. Ok. Và điều đặc biệt là với lan địa lan cọp đỏ là cái màu sắc rất là tươi sáng, và người chơi địa lan vẫn nói rằng là nhà nào mà có cái địa lan cọp đỏ nở vào đúng xuân ấy, đúng Tết ấy, thì năm đó là gia đình rất là thịnh vượng và nhiều may mắn, vì màu đỏ là màu may mắn mà họ quan niệm thế. Đây là hai chậu địa lan mà nhà mình nở lâu chưa em? Nở chắc khoảng độ đầu tháng 12 âm lịch, trung tuần 12 âm lịch, nghĩa là từ tháng giữa tháng chạp mà bây giờ đã gần là rằm tháng Giêng rồi. Rằm tháng Giêng đã cũng phải gần một tháng nay rồi mà cây vẫn hoa vẫn đẹp. Đặc chưa biệt dụng cái bông nào. Đúng rồi, đặc biệt là những bông hoa nở sớm rồi những bông hoa nở mới cuối nở cùng. Cuối cùng sắc cả hoa vẫn bên tươi tắn nhỉ, và chưa có sự chưa bông nào khác biệt cả. Khác biệt là hoa nở sớm nó héo sớm hơn, không hề, rất là tươi đẹp. Đây các bạn, hai cái cành hoa nụ vẫn còn nụ đây. Cây này cũng thơm đúng không, màu đỏ này thơm. Em xòe cái tay để cho mọi người biết được cái màu sắc thật của nó. Hôm nay là không có nắng đấy nhá, nếu có nắng thì còn đẹp nữa. Màu sắc thật đây đấy. Hà Nội rất tiếc là bọn mình bận rộn, chứ nếu không thì quay ghi hình sớm hơn thì tốt hơn. Nhưng mà cứ Tết nhất bận rộn nên là không ghi được. Đẹp chưa ạ? Và hương thơm. Thơm. Thơm thoang thoảng chứ không cảm giác khó chịu. Và sắc hương thì tuyệt vời rồi. Nói tóm lại là cọp đỏ là một loài địa lan rất đáng chơi các bạn ạ. Và cũng không phải là đắt nhỉ. Rẻ mà, cái này vẫn rẻ đấy. Đấy, giới thiệu với các bạn thế. Văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam rất nhiều cái tương đồng. Và với cái sắc màu cũng như là loài địa lan cọp đỏ là cây lan đáng chơi cho người Việt chúng ta cũng như các bạn Trung Quốc cũng rất là hợp lý thôi. Và nên chơi. Cái này em thấy nó còn thích hơn là cái Sato nhỉ? Ừ, cái Sato công nhận. Nó to quá. Đúng rồi. Mà toàn tất cả dáng chậu cũng rất hay đấy chứ. Thanh thoát. Nói tóm lại đây là một cặp đôi hoàn hảo tại nhà mình năm nay. Tuyệt vời. Đó. Còn đây là bộ ba mặc lan. Gồm các cây đại mặc. Mặc biên đây. Và một cây thứ ba là cây mặc rừng. Đã thuần vườn nhà mình rồi nhỉ? Dạ. Mấy năm nay rồi. Và cây thì hoa cũng rất là ổn định. Bây giờ đi vào chi tiết đi. Mặc lan là một loài cây lan mà người Việt mình rất là ưa chuộng. Và từ xa xưa cho đến những bạn chơi lan cao thủ hiện nay ấy, đều tha thiết mong muốn trong vườn nhà mình phải có một cây đại mặc. Thì cây này nhà mình là đại mặc đây. Thứ nhất là lá xanh thẫm và lá cong vặn đỏ đỗ.
Đấy. Thơm quá. Đặc biệt là hương rất là thơm và nở vào mùa xuân. Màu hoa thì màu mực, nên là gọi là mặc lan đấy. Cây này thì các cụ nói là nó như là một cây mà quân vương hay quân tử trong vườn, đúng không? Đúng rồi. Nếu mà đặt vị trí trong vườn, trong khi mà bày trong, đưa vào trong nhà thì cây đại mặc là ở vị trí trang trọng nhất, chính giữa. Và cái sắc màu của lan, cái bông lan này, nó tượng trưng cho cái sự khiêm nhường của người quân tử, đặc biệt là nam vương, thì rất là phù hợp, không hề khoe mẽ, không hề sắc màu nhiều. Và hương thơm thì thật sự với các bạn là rất khó chia sẻ với các bạn bây giờ. Thật có mùi hương rất là thơm, thơm nhẹ và đặc biệt, không giống một cái loài cây hoa lan nào khác. Đó là cây đại mặc. Thế và đây là cây mặc biên. Thì xưa thì các cụ vẫn nói là trong dòng mặc lan thì có đại mặc và mặc biên, là hai cây khá là tương đồng. Nó chỉ có khác biệt nhà là cây mặc biên ấy là có cái đường viền vàng. Đấy. Hoa thì xem như nhau. Hoa như nhau, em thấy đấy, là giống hệt nhau. Đúng rồi. Em đây mình quay cả hai chậu chưa? Dáng hoa, dáng chậu, dáng lá rất giống nhau. Cành cũng vậy. Ngồng lan cũng vậy. Và hoa đây. Cánh hoa cũng rất nhỏ. Đúng rồi. Màu nâu. Màu nâu, màu của đất. Đây, bông hoa. Các cụ ví như là người quân tử ngày xưa là cây mặc áo gụ, áo nâu sồng. Còn bên này là bông mặc biên. Mặc biên của Trung Quốc đây. Và đã thuần tại vườn nhà mình rồi. Cánh hương thơm nhỏ nhỏ. Hương thơm thích lắm. Màu nâu thẫm. Đúng rồi. Và mỗi một ngồng hoa là cũng khoảng tầm 2, 4, 6, 8, khoảng trên 10 bông hoa. Chục bông. Trên 10 bông hoa, trên dưới 10 bông hoa. Và rất là đẹp. Thế còn đây là cây. Đây là cây mặc rừng. Nhà mình sổ năm ngoái. Ôi cái này bị rụng mất lưỡi rồi. Thế à? Thôi đây, còn bông này quá đẹp này. Đẹp chưa? Hai năm rồi mà khuôn bông nó vẫn giữ như này. Màu sắc cũng vậy nhé. Đấy. Nhìn nó to hơn cái bông đại mặc. Rất tiếc là cái thời điểm mà căng nhất để mà quay ghi hình ấy thì lại bọn mình lại bận rộn vào dịp Tết, cho nên là chưa ghi hình được. Hôm nay mới ghi được đây. Em kéo cái lưỡi thử xem nào. Lưỡi thì để này thôi, kéo thì làm gì. Thì cho mọi người xem cái lưỡi. Rồi, ok. Phải nói là nếu mà gọi là mặc lan ở vườn thì hàng truyền thống ấy thì một màu là màu mực đây thôi. Màu đen như vậy thôi, nhưng mà với hàng rừng thì khá phong phú hơn, đúng không? Nó sáng hơn, thậm chí có những cây nó lại hơi chuyển ngả màu vàng, màu xanh. Đúng rồi, hoặc màu xanh. Đấy. Đấy, cây vụ xanh nhà mình thì chưa nở nhỉ. Nếu về chấm điểm thì các nhiều bạn mình đưa lên ảnh thì nhiều bạn cũng khen là cái mặt hoa của cây mặc xuân ở vườn nhà mình là khá là ở điểm khá. Đây mình quay lại tổng quan ba cây này để các bạn cùng xem và đều đáng chơi cả. Những bạn nào mà chơi lan ngoài các cái cây phong lan ra thì hoặc là lan hài thì địa lan nên chơi những cây có tên gọi như thế này, mặc lan nở vào mùa xuân. Mời các bạn ngắm lại những chậu địa lan đang khoe sắc trong vườn nhà mình, có cả những sắc rực rỡ
của địa lan cọp đỏ và có những sắc nâu trầm của đại mạc. Chuẩn. Và trong cái ngày xuân thì bên cạnh những cái loài hoa muôn màu muôn sắc thì có một cái chậu địa lan trong nhà cũng rất là hay, đúng không bác? Chính xác, rất đáng chơi. Cũng là cái cách để bảo tồn cái nét văn hóa truyền thống của người Việt chúng ta là chơi địa lan xuân. Vì ngày xưa các cụ nói là vua chơi lan, quan chơi trà, chính là chơi địa lan ấy. Và nhiều năm trở lại đây thì mới chơi phong lan rồi hài rồi các kiểu lan khác, các dòng lan khác, kể cả hàng rừng khai thác về hoặc là hàng nhập ngoại, đúng không? Rồi. Chị em mình xin tạm dừng chủ đề về địa lan xuân. Gió về địa lan vườn chi. Đúng rồi. Và xin dừng lại bằng hình ảnh này nhá. Rồi. Cây mặc lan rừng rất là đẹp và chị em mình rất là yêu quý nó. Ok. Xin chào, hẹn gặp lại.